Liên quan đến tình trạng sương mù dày đặc ở thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh phía Nam trong những ngày gần đây, theo Trung tâm Nghiên cứu Ô nhiễm Không khí và Biến đổi Khí hậu, Viện Môi trường và Tài nguyên Đào Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, nguyên nhân chính là do khói bụi ô nhiễm từ cháy rừng Indonesia bay sang. Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Quốc Bằng, giám đốc Trung tâm cho biết, trung tâm đã mô phỏng chạy mô hình truy tìm nguồn gốc gây ô nhiễm không khí tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó thì sau 2 ngày xảy ra cháy rừng trên diện rộng tại Indonesia thì theo hướng gió các chất ô nhiễm này đã bay tới thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Vì vậy ô nhiễm không khí tại thành phố Hồ Chí Minh tăng cao đột biến. Bên cạnh nguyên nhân này thì còn có các nguyên nhân khác nữa là do độ ẩm trong không khí cao và trong khí quyển có các hạt nhân ngưng kết để hơi nước bám vào nên xuất hiện sương mù. Trung tâm Nghiên cứu ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu khuyến cáo người dân không nên tập thể dục ngoài đường, ra đường cần phải đeo khẩu trang chuyên dụng để chống ô nhiễm không khí. Trước đó thì đại diện Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ xác nhận tình trạng sương mù chủ yếu do mưa nhiều khiến độ ẩm cao.